một hộp kem là 100 cái hay là 50 cái ra? 100 à, đúng rồi. Thank you.
Thôi em làm hết chai luôn à. Thì uống nhiều. Mày uống nhiều à? Không, uống nhiều em biết. Đừng nó lão rồi. Nhà có uống được bao nhiêu luôn rồi? Chạy uống rượu sữa rất ngon mà. Sợ gì? Không, bình thường mà. Đi đâu? Em muốn uống rượu gì? Mô, rượu sữa lắm đó liên quan. Ý là chị đang nói là rượu sữa. Nó đẹp da nè mà. Chị đâu, không ít. Một rượu nó rượu dành cho nữ đó. Thôi, thôi cái nói thôi. Mà cái nó hình như chai nó chai mạnh này đó. Không, đậu là sẽ bị liền đó. Đợi gì chị lo xí, đợi chị lo xí rồi chị lo tiền đưa luôn quá.